Tiếng Anh đã trở thành một hành trang không thể thiếu cho cuộc sống hiện đại. Chính vì vậy mà việc cho trẻ học từ sớm sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hình thành và hoàn thiện những kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Anh ở trẻ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh thì còn gặp những khó khăn trong việc lựa chọn phương pháp học tiếng Anh phù hợp cho con em của mình. Và hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị chương trình AlloKiddy, một giải pháp hỗ trợ cho trẻ có thể học tiếng Anh dễ dàng, thuận tiện và mang lại những hiệu quả cao ngay trên chiếc điện thoại thông minh hay là máy tính bảng hay laptop của chính quý vị. Apple. AlloKiddy, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với khả năng giúp trẻ nhận biết và chỉnh sửa lỗi sai kịp thời khi nói tiếng Anh. Đúng rồi đấy. Ngoài ra phần mềm luyện nói Easy Speak trò chuyện với robot trên AlloKiddy cung cấp những đoạn hội thoại dựa trên tình huống thực tế, giúp trẻ tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh và rèn luyện kỹ năng phát âm chuẩn như người bản xứ. Chương trình học AlloKiddy được xây dựng theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ Cambridge của châu Âu với những bài học được minh họa trực quan và sinh động, thu hút trẻ qua hệ thống đa dạng những video hoạt hình, bài hát, trò chơi giáo dục. Hơn nữa, bé sẽ được thực hành đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp trẻ phát triển các kỹ năng một cách toàn diện. Phương pháp học Blend Learning của AlloKiddy sẽ giúp trẻ nắm được kiến thức trên lớp tốt hơn nhờ đã làm quen với những kiến thức trên giáo trình điện tử. Ngoài ra, trẻ sẽ ghi nhớ kiến thức lâu hơn nhờ ôn luyện lại kiến thức nhiều lần thông qua cả giáo trình sách và giáo trình điện tử. Đây là một lựa chọn hiệu quả cho việc học tập tiếng Anh của trẻ.